Và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên của Hồng Anh, Roman. Vẫn như là một kèo solo Roman. Vâng, kèo này thì gọi là kèo cân, vâng, cân chặt chặt luôn. Hai Roman đánh đồ đâu với nhau. Và gần đây thì có một trận mà Hồng Anh đánh với các thủ Trung Quốc, chính xác là đánh với cái thủ Sen Long, cũng là solo Roman và Hồng Anh đã bị chịu thua. Mà trong kèo đấu này thì chúng ta cùng chờ đợi thôi. Tắt vào chi vòi, tắt đi, mà không view nữa tắt đi. Mày nói đi hả? Ta đang đánh vòng mấy đấy, vòng 1 đúng không? Vòng 1 chứ. À, vâng, như vậy là đây là vòng 2. Vòng 2 trên 8 à? Đây là vòng 2 rồi. Vòng nãy giờ cứ tưởng là vòng 1. Vũ Minh Hùng là bé bom đúng không? Không, Vũ Minh Hùng không phải bé bom. Mà nói về game thủ xấu với Việt Nam thì nó nhiều lắm, và chúng ta rất nhiều game thủ mà không có tên tuổi nhưng mà các anh siêu giàu thì cũng không ai biết được. Và cái thủ tướng Việt Nam thì cũng đánh chế. Và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu này. Một bài mà Roman có tại khu vực nhà nhưng mà mới chỉ thấy một cái bầy hươu thôi. Mà Vũ Minh Hùng không phải là bé bom. Không phải bé bom vì mình gặp bé bom rồi. Đây không phải là bé bom. Bom này là bom là Hoàng Mạnh Hùng. Vũ Minh Hùng. Vũ gì? Vũ Minh Hùng còn gì? À ừ. Đó là Vũ Minh Hùng mà không phải Vũ Đình Hùng, mà mình lấy mình up clip nhầm. Đây thì vẫn là vòng 1 nhưng mà nhánh thắng nhánh thua rất là lằng nhằng. Mình giải thích những trẻ biết thấy như thế nào đó, các bạn hãy lên fanpage để có thể theo dõi được cái bảng cập nhật nhánh thắng nhánh thua cũng như là đội thắng đội thua đấy. Vâng, các bạn ở Vũ Minh Hùng ở Thái Nguyên, hiện đang sống ở Bắc Ninh. Vâng, quê Thái Nguyên nhưng mà lại sống ở Bắc Ninh. Và xem 91, ở thế 91 thì bằng tuổi mình. Sao khỏe thế nhỉ? Và bây giờ thì quay trở lại máy của Hồng Anh. Hồng Anh một bài mà Roman có thể không mừng nhà nhưng mà không quá đẹp. 26 dân, không biết Hồng Anh đánh cái gì. Bằng kích đời rồi. Vâng, nãy mải bốc phét chém gió thì không biết kích lúc nào. Mấy mấy con đây, không như vậy là 4 con thôi, hơi đáng tiếc cái trận thiếu này. Tôi nghĩ là sẽ thiếu thịt. Bia thứ hai không? Một khả năng sẽ là bia thứ hai khi mà dân đang vâng, chơi hơi nhiều. Bia thứ hai luôn. Vâng, nhà thì có thể khung được, các bạn nhìn rõ nhà khung thì nó không phải là quá khó nhưng mà không biết bên kia đánh một cái bài gì. Roman đối đầu Roman thì có rất nhiều bài. Bên kia chỉ đánh 24 dân thôi. Roman đối đầu với Roman thì có cực kỳ nhiều bài. Vâng, có thể đánh chém mà có thể đánh chơi sọc đơn. Mà cũng có thể để chuyển qua bài mà đâm y. Hoặc là cũng có thể đánh một cái bài mà cua một váy. Nói chung nó nhiều bài lắm.
Roma nhìn các quân như vậy thôi mà cực kỳ nhiều bài. Chúng ta sẽ đến với bàn máy của Hoàng Anh. Đây là BL và BM. Bài kích cuối 10. Bên kia thì 24 dân nhự. Vậy là Vui Hùng đánh 24 dân và chưa lên đời. 24 dân và lên đời sau Hoàng Anh. Thế nhưng mà là khả năng khó Vũ Minh Hùng trận hiệu này rồi. Vâng, ít dân hơn và lên đời muộn. Mà nếu như anh thắng thì anh vâng khả năng ngày mai sẽ chiêu mộ của Vũ Minh Hùng về Game TV luôn. Lương công công và sẽ con ngựa giò công sát đầy đủ dành cho Hồng Anh. Ơi tôi đã bảo rồi, con ngựa giò rất là công sát đầy đủ. Vâng, 26 dân một cái bài chuẩn thì phải là kích tầm 10 rưỡi. Đấy là cái bài bình thường đấy, kích tầm 10 rưỡi. Còn nếu mà chuẩn lắm thì phải đầu 10. Đấy gọi là chuẩn. Vâng, bị vẩy e và Vũ Minh Hùng có biết thông tin này không? Vâng, tên này không là vẩy e mà là vâng giải e. Cực kỳ nhiều e và Vũ Minh Hùng liệu có vẩy e ở thông tin này. Hùng Anh đang vẩy e cực kỳ hay. Vâng, ơi giời ơi, lọt. Đây là con ngựa giò công giáp, vào thôi. Vào. Này thì vẩy và chúng tôi. Ơ, vẫn kiện đập một phát. Vâng, vẫn vào được. Đây là con ngựa giò công giáp và Vũ Minh Hùng sẽ mất rất nhiều tay trong tuần này. Vâng, đi thẳng vào nhà luôn. Vâng, đi thẳng vào nhà luôn. Vâng, chọc vâng mỗi con làm tí. Vâng, mỗi con chọc tí. Vẩy e này phải có những cái hủ he he và vẩy cho giò vào trong nhà và vẩy e chặn đường đi dân, không cho dân đập, rất khó chịu. Mà con ngựa giò ít nhất sẽ phải làm được tầm 5-6 dân của Vũ Minh Hùng và Vũ Minh Hùng resize luôn để con ngựa giò cũng ra đủ lọt vào nhà và resize. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1 dành cho Hồng Anh.